Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Esteban, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hải khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967829982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm một clip và sự kiện tiếp theo cho anh em ha. Đó, nói chung là cái đề xuất thôi, một số cầu thủ thôi. Còn một số anh em trên Twitter, bây giờ là gọi là mạng xã hội X anh em. Đó, mình sẽ đề xuất cho anh em và hy vọng rất là nhiều anh em hy vọng đi. Có Messi anh em, có Messi. Rất là nhiều thẻ của Ronaldo rồi nhưng mà vẫn chưa có Messi anh em. À, thì hy vọng sự kiện sau này sẽ có Messi thẻ cho anh em. Đó. Thì nói chung mình không phải là idol của Messi hay là Ronaldo hay gì đó, mình là một fan trung lập anh em, fan trung lập. Đó, chơi game là vui mà. Muốn hy vọng cho anh em có để anh em chơi. Đó. Ok anh em, thì bây giờ thì thứ năm này á là sẽ hết sự kiện Rival cho anh em. Thì anh em muốn coi cái ngày mà hết sự kiện á thì anh em vô cái phần like. Bây giờ nó mới update cho anh em phần like ha. Phần like trên hình vô. Đấy. Sự kiện Rival sẽ còn 4 ngày nữa. Sự kiện Capstone còn 11 ngày. Champions League là 4 ngày. Còn mấy sự kiện mà không để ngày á là cứ chơi thoải mái, cứ chơi thoải mái anh em. Còn sự kiện nào để ngày là sẽ hết ngày. Đó là thứ năm tuần sau sẽ kết thúc sự kiện Rival và sự kiện Champions League. Đó, anh em nào chưa hoàn thành cái gì thì hãy hoàn thành đi. Đó, tí nữa mình sẽ nói tiếp tục sự kiện Rival và Champions League cho anh em. Thì bây giờ chính là gì? Đề xuất sự kiện tiếp theo cho anh em, những cầu thủ. À, thì ok anh em, bây giờ mình sẽ vô cái đầu tiên, đó là sự kiện gì. Rất là nhiều anh em lít trên cái diễn đàn Twitter và các sở hữu ít hiện nay. Đó là gì? Sự kiện Winter Wildcat. Đó, sự kiện mùa đông, gọi là mùa đông nè, sự kiện mùa đông đó. Đó, thì ok anh em, có một đề xuất của bạn Maristat này. Đây, những cầu thủ đây bao gồm gì? Messi anh em, Messi là đầu tiên. Thật sự á, rất là nhiều anh em hy vọng có cả Messi. Tại vì Ronaldo thì có rồi, sự kiện Rival rồi mới ra quá ngon rồi. Trời, Messi nữa thôi, là một cặp quá tuyệt vời anh em, quá tuyệt vời luôn. Tiếp tục là Benzema. À, Benzema sự nếu mà tính vị trí ST thì ngon hơn. Nếu mà ra cái ra CF nó thì không ngon em, ra CF nó không ngon. Đấy. Tiếp tục là con Ui, có hơi bị nhầm lẫn, em. Con Ederson. Ederson mà vị trí cam anh em. Cái này là GK nha em, mà này nhầm lẫn rồi, để lộn rồi. Vị trí GK Ederson của Man City anh em. À. Tiếp tục đó là Hakimi, tuyệt vời anh em. Hakimi RB, một con RB ra cạnh tranh nữa anh em. Hiện tại Hakimi vẫn chưa có thể là ngon. Của mà của Paris Saint-Germain nè, ngon. Tiếp tục là con Rodrigo. Rodrigo cũng ok anh em. Và con CB sao là Jordan ta? Con Jordan phải là CM chứ nhỉ? Cái con Jordan đang đá rất tốt trong màu áo của Newcastle anh em. Còn này cho CB mới ghê chứ. Thật là một cái vị trí là khác lạ anh em. Tiếp tục là con Gavi, CM. Con Zubotlai của Liverpool nè. Còn Werner nè. Maguire, à, có Maguire này, Maguire. Maguire của Manchester United. Tiếp tục là con Asis Garcia nè. Con này của hình như là của Inter Milan, CDM Inter Milan. Nico Williams. Lama. À, mà này đề xuất những con hàng gọi là vị trí khác khác lạ anh em. Còn Nico Williams này đã rời màu giờ cho qua Lama anh em. À, nói chung là đề xuất cho anh em, cái này đề xuất nha. Đề xuất thôi. Có hay không thì chưa biết anh em, chưa biết. Đó. À, đấy, đây là một cái những cầu thủ bạn mà Maristat đề xuất nha anh em. Tiếp tục nè. Đây. Phần này có Mbappe nè, có Harry Kane nè, Tizen nè, Cavazai nè, Cavakedia nè, Senne nè, Calibali nè, Sterling nè, Bowen nè, Palacios nè, Lucas Chip nè, còn Frankowski nè. Đấy, cũng khá ngon. Trong cái list này thì thấy con Mbappe nè, đúng rồi, ra vị trí là W là ok nè. Harry Kane thì tiền đạo không nói gì rồi. Còn Tizen cũng được, Barcelona cũng ok. Calibali nè, ok nè. Đó là những con hàng gọi là đề xuất chất lượng nè. Đó, tiếp tục anh em. Đây, một bạn gọi là FIFA Mobile EV có đề xuất là Messi nè, lại Messi nữa, lại có Messi nữa. Đấy, rất rất là nhiều anh em hy vọng có Messi. Tại vì Ronaldo có rồi anh em, có mấy kẹt rồi. Bây giờ chờ Messi thôi. Thì Mbappe nè, có Mbappe thì mà Mbappe là vị trí ST, vị trí ST mình nghĩ là nên không nên, tập lót liều hay hơn. Tiếp tục là Rafinha nè, là tập liều nè. Donnarumma GK, Donnarumma chắc nghĩ không ra đâu anh em, tại vì nó có thẻ 93 vừa rồi. Tiếp tục ST hả? Trời, Master Tony mà ST anh em, của Arsenal anh em. À, một vị trí khác lạ anh em. À, được, được, được. Master Tony này nghĩ là đá vị trí là top tiêu hợp lý hơn chứ đá ST không hợp lý rồi. Còn CF đi Malaya đi Bala nè. Còn Rich James RB, tiếp bên RB xuống ok nè. Cho hợp vị trí nè. Còn CM Matt Alister của Liverpool nè.
Upamecano CB của Bayern Munich nè, Van Ram nè, CB91 được, còn Van Ram được anh em, thấy Van Ram được nè. Còn GZ nè, và W nè. Và cuối cùng trong cái hình này là con Romero. Trong cái bạn này đề xuất thì mình nghĩ được mỗi con Rich James nè, con Matt Alister, con Upamecano, Van Ram là thấy ok nè, ok. Với con Messi thì không nói gì, Messi thì ai cũng muốn rồi, ai cũng muốn rồi. Đó. Tiếp tục cho anh em. À là Icon, Icon cũng có Gullit nè. Đó, Gullit cũng ngon em, Gullit phiên bản mới em, chưa có phiên bản nào của sự kiện hết. Ngon ngon. Manini nè, đúng rồi, Manini ok nè. Lentiro, Lentiro thì ít anh em dùng. Nhưng mà ra cũng không sao anh em. Ra đây có thêm Icon thôi anh em. Tiếp tục là con Gomez nè, con Kuis nè, còn Peter Brown. Đấy cũng được anh em, một số Icon mới cũng được anh em. Ok chứ. Đó, có con Gullit. Cái con Manini là đánh giá cao, hy vọng sẽ ra. Ha, à, hy vọng sẽ ra. Tiếp tục. À, là một Icon tiếp, có cần Zidane, Zidane. Zidane thì ra sẽ sự kiện thì cũng được anh em. Thì giờ nó cho Rui một con 92 rồi, có một con 94 là bay rồi, thêm con 95 nó sẽ sự kiện thì khá ngon, nhưng mà hơi nhiều, hơi nhiều. Tiếp tục là Gullit. À, Gullit anh em, Gullit kỳ này mình nghĩ chắc là quá nghi quá, rất là nhiều anh em đề xuất nè. Zico nè, Ginola nè, Rivaldo nè, Biplo nè, Verón nè, Hagi nè, Vitaly nè, Blavos nè, Larsson nè. Đấy là những Icon của bạn Coyne Gaming đề xuất cho anh em. Nó cũng ngon, cũng được anh em. Thêm đây mình đánh giá con Gullit khả năng ra cao nè. Con Gullit nè, con Rivaldo nè, khả năng ra cao. Tiếp tục. À Ronaldo anh em, có Ronaldo. Nhưng mà nghĩ Ronaldo chắc không ra nữa đâu. Cái cạc rival là có rồi chắc không ra nữa đâu. Có Salah nè, Salah thì cũng có rồi nè, chắc không ra đâu. Ngoài ra là Bellingham, CM có Bellingham nè, Harry Kane nè, Hernandez nữa, Hernandez chắc không ra đâu, Hernandez không ra đâu. Vinicius thì may ra nè, Vinicius nè. Con Son nè, Son chắc cũng không có đâu. Cam, Madison thì ok có nè, có khả năng nè. Còn Foden, ở Foden cũng được nè, Foden là có khả năng nè. Còn Tomori nè, còn Bergwijn nè, còn Julie, con gọi ca Julie cũng là lã ta, của Ajax. Còn Martinez, à, Martinez ST nè, đấy. Thì bạn này đã xuất có một số con có khả năng có ra thôi, chứ mình thấy mấy con kia nó có kẹt hết rồi. Có hết rồi, như Ronaldo có rồi, Salah cũng có rồi nè. Đó. Bạn đang được con Bellingham, con Vinicius, Madison nè, con Foden nè, ra là có khả năng ra. Đó. Đó là những đề xuất anh em. Những đề xuất cho anh em trong cái sự kiện Winter Wild Card. Đó, có một số anh em trên Twitter mình cập nhật lại để chia sẻ với anh em để xem như thế nào. Với lại anh em có thể bình luận dưới dự đoán xem ai sẽ là cầu thủ tiếp theo. Cái hy vọng là Messi là nhiều nhất. Đúng không anh em? Messi là nhiều nhất. Ha. Mình cũng hy vọng Messi ra có cho anh em chơi. Đó. Thì ok anh em, đó là phần sự kiện Winter Wild Card. Đó. Thì sau khi kết thúc một số sự kiện thì nó sẽ ra cái đó. Thì đó là một cái list nha anh em, list cho anh em thôi. Thì cái sự kiện Rival á, thì bây giờ mình vô mình nói sơ cho anh em ha, để chuẩn bị kết thúc ha. Đây như thế nào. Đây 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 đây. Thì có một số anh em lấy hai cầu thủ luôn, đó là con RB Giannetti và con LB Mandini. Tại sao anh em? À, anh em phải Etchen, à, Etchen. Hoặc là anh em mở bắt, nó sẽ cho cái token mà token red anh em, red của Mandini á, thì anh em lấy hai con mới được, lấy hai con mới được ha. Ngoài ra bình thường chỉ lấy một con thôi, nó là Giannetti, rất là dễ lấy, không cần Etchen hết, cứ chơi bình thường là lấy thôi. Đó. Anh em là chưa đủ điểm thì cố gắng nha anh em. Thì lấy phần điểm của phần Manini, đổi qua anh em, đổi qua lấy con được rồi anh em, đổi con rồi. Không đủ điểm bên kia đổi qua anh em, đổi qua luôn, đó là xong. Còn mấy cái phần mà lấy lẻ tẻ lẻ trong đây anh em đổi hết đi anh em ơi, đổi hết đi. Mình nghĩ nên đổi hết đi. Đổi hết lấy quà hết đi, lấy quà lấy cầu thủ về đi. Không thích thì mang đi Etchen em, không sao anh em, không sao hết. Đó, để mình kết thúc sự kiện anh em. Đây đây, ra cầu thủ còn giờ sút rồi nè. Đấy, lấy hết nha anh em, mình lấy hết luôn đi. Nói chung là lấy quà hên xui đi anh em. Điểm để nhiều nhiều lúc qua bên sự kiện mới nó không có kích cho mình anh em ơi. Cũng hên xui lắm nha anh em. Đó. Ok. Còn thêm sự kiện Champ League nữa để xong cái sự kiện Rival đi. Mình sẽ Champ League nói chuyện với anh em tiếp ha. Đó, xong Rival lấy hết quà đi. Lấy hết quà đi anh em ha. Lấy hết quà đi. Để xem như thế nào đây. Nói chung là đáng ra thêm sự kiện cho anh em mình chơi cho vui vui anh em, chứ mà lần quả mấy cái sự kiện ngoài cũng chán, đúng không anh em? Đúng không? Đúng không? Đó, cứ ra sự kiện mới. Cứ ra 2 tuần cũng được, chơi cho vui vui anh em. Có cầu thủ mới, cạc mới cho anh vui. Cho anh em còn động lực anh em chơi nữa. Đấy. Đây còn 3 phát nữa anh em, 3 phát nữa là mình sẽ mở hết luôn. Nhưng mà rất là nhiều anh em gọi là hy vọng ra Messi. Chính xác luôn không? Ra Messi. Tại vì có Ronaldo thẻ rồi, rất nhiều rồi bây giờ, còn Messi chưa ra được. Thật sự Messi nữa. Mình cứ muốn nó ra Messi anh em, để cho thẻ mới cho anh em chơi cho nó vui vẻ. Chứ không có Messi cũng hơi là phí hai idol của anh em rất nhiều.
Đấy là mình xong lấy cái phần quà bên này rồi. Đó là cái anh em cứ tích điểm đi. Cả con sự kiện sau nó có cho mình thêm cái gì không, đổi không. Ok anh em. Tiếp tục phần kiện Chamberlain. Chamberlain thì chắc kết thúc rồi anh em ơi. Chắc anh em nhiều anh em đổi điểm kết thúc rồi. Anh em chơi còn phần nào mà chưa lấy cầu thủ hay gì lấy hết đi anh em. Mình còn hai cái vé nè. Chắc mình cũng lấy luôn. Chắc mình cũng lấy con gọi là gì ta. Lấy con nào có cao á. Lấy con Saliba. À Saliba anh em. Saliba mới được tăng over. Đúng rồi Saliba anh em. Ok Saliba. Về up rank lên chơi cũng được. Kệ nó, bây giờ lấy hết đi chứ để điểm nó ổn quá. Mình Saliba đây. Mình lấy được, lấy hai con rồi nè. Bây giờ còn lấy hai con nữa là xong luôn nè. Là 4 con Saliba up rank luôn. Vậy Saliba nha. Saliba đây ok. Thêm một con nữa. Đấy là 4 con Saliba. Ok luôn. Lấy luôn. Đấy xong sự kiện chém đứt rồi. Còn cái phần bên đây thì cũng xong rồi nè. Lấy rồi lấy quà rồi. Xong rồi ra con 89 rồi. Ra con 89 rồi. Đen rồi chứ. Không được với con kia. Đúng là cày cho cố vào. Ra là con 89. Thật sự AI này nhọn thật cho anh em. Nhọn thật cho anh em. Nhọn ghê luôn á. Ok anh em. Bây giờ vô phần Adchen chơi cho anh em xíu ha. À, cho nên vui ha. Vui ha. Đây 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 đây. Có kiếm may mắn hay không. À, đây 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 đây. Đây 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 lên 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 lên. Trời ơi vậy là không ra rồi 80. Ok anh em bây giờ tiếp tục trên cái phần này để mình kiếm may mắn coi. Mấy con 85 bây giờ đang có giá lắm nè. Em mấy con 87 chứ quên sorry nè. Mấy con 87 giờ đang có giá lắm này, người ta lấy trên anh em, lấy trên á. Bây giờ mình trên nha. Đấy, đây 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 đây. Đấy, đấy 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 đừng hòng này, đừng hòng này, đừng hòng có gì hay không hay không. CBA là mà có tích rồi có tích này 88 rồi. Trời không được con hay không. Mấy con 88 giờ có giá lắm nè. 88 87 có giá lắm. Tại anh em là trên cái phần rival phần 90 95 này nè. Đó, 90 95 này nè. Mình vẫn chưa đủ anh em. Vẫn chưa đủ nữa. Đó, vẫn chưa đủ. Đây thêm có tích cho vô nè. Đấy thấy chưa anh em. Nhưng mà khá căng anh em. Khá là tốn kém. Một số anh em mình gọi với hỏi là trên cái phần này tốn bao nhiêu coin, thật sự là không biết được. Quan trọng là trên chợ nó bán sầu như thế nào nữa. Khó anh em. Tốn mười mấy em đó. Mười mấy em anh em ơi. Mười mấy em đó. Hoặc là anh em có dư hậu hiện cho vô Adchen thôi. Chứ đừng nên Adchen nha. Phí hơi phí nha. Còn anh em thiếu điểm red của Manini thì vô đây Adchen nha anh em. Đó Adchen đi. Adchen thấy điểm. Rồi. Xong. Mình đã nói cho anh em biết là sự kiện tiếp theo như thế nào. Và sự kiện kết thúc là rival và Adchen rất sắp tới. Đó. Thì nói chung là muốn truyền đạt cái gọi là cái cảm hứng cho anh em chơi game thôi, vui vẻ thôi, ráng ra Messi cho anh em, hy vọng là có Messi cho anh em. À, thì ok anh em bây giờ mình tiếp tục mình gọi là đọc những câu hỏi của anh em ha, những câu bình luận của anh em để chia sẻ anh em khác như thế nào. Ok, câu hỏi đầu tiên, vừa thấy thông báo có video mới em vào xem luôn, xem xong thấy mọi người bảo em xem anh quay may mắn lắm, vào ra quay ra Vandai sự kiện Captain Over 94 hình của anh ơi, đấy cực kỳ may mắn. Cực kỳ may mắn anh em xem video mình đi. À, nói chung là xem mình cảm ơn rất nhiều, nói chung là xem giải trí anh em ơi, giải trí vui vui chơi game thôi. Chứ còn may mắn thì mình muốn chúc anh em may mắn, thật sự muốn chúc anh em may mắn thật sự luôn. Chứ chơi game mà ai cũng muốn may mắn để bảo thủ ngon mà. Ha ha. Tiếp tục, cái hầm mà anh nói là hầm folder đó là hầm cơ bản của FC321 luôn anh, hầm đấy hiện khi mở được thẻ bay hoặc thẻ các event 14 ngày store mà có over cao. À ok anh em. Tiếp tục, em tích được 1250 gen mở pack được RB Lam 92 40 củ quá hên, chia sẻ em anh em. Đấy lại một anh em may mắn chia sẻ cho anh em khác. À, tiếp tục, hello anh, lại là em đây, em ẹt gói 90-95 ra được Nema 94 quá tuyệt vời, lan tỏa may mắn đến anh em và các anh em khác, quá tuyệt vời, đang uống được tuyệt vời đi. Anh em này, bạn này hay bình luận là mình hay bình luận là rất là may mắn này. Chia sẻ em anh này cho anh em khác tiếp. Tiếp tục, coi video anh may mắn quá vô mở ra bắt ra Rai 95 chia sẻ mắn cho anh em, lại may mắn anh em lại chia sẻ mắn này cho anh em khác nữa. Rudiger 90 với Hero 90 sự kiện Captain, con CB nào ngon hơn anh? À nếu tính ra sẽ ngon hơn thì có Rudiger này, khỏe cực khỏe nè, Rudiger cực khỏe luôn, xài Rudiger ok. Chưa hôm qua mở chơi 1200 gen để cho xong các sự kiện nhiệm vụ quét, ai dè ra con icon Hero anh, đúng là AI khéo chơi người chơi thật. Ha à, Hero được Ri rồi, cho thêm Ri nữa là hai con nhiều ánh được em, bán em sao bán được. Tiếp tục, sáng tiếp tục làm gói 6k gen ra con hàng Henry quá ngon, Henry 95 quá ngon, lan tỏa bán chơi anh em, nhưng nó chỉ là tưởng tượng thôi, thực tế thì không có đường hầm. Lại một bạn tưởng tượng nữa, chưa may mắn thôi, nhưng mà chúc bạn này may mắn lần sau.
Sáng em làm gói 1-2 ca gen ra RB Lam luôn, lụm lên. Quá may mắn em, quá may mắn luôn, quá may mắn luôn. Tiếp tục anh em. Hôm qua em mở bắt máu 250 gen ra Ronaldo de Lima, chia sẻ may mắn cho anh em khác, lại may mắn anh em. Hôm nay mình đọc những may mắn của anh em khác để chia sẻ cho anh em khác anh em. Anh em gắng cố gắng may mắn nha, mình chúc anh em may mắn nha. Đó. Em ở trên bắt 90-95 ra luôn Henry 95 đó anh nhả viết cho anh em. Đấy mà này may mắn ghê. Ra 95 là cực kỳ này may mắn đó, là cực phẩm cao luôn đó, cao may mắn luôn đó. Anh làm danh sách các vị trí của cầu thủ nên sử dụng đi anh để dễ tìm hơn. Ok anh em, mình sẽ làm danh sách này bên cái kênh VDMT Review FC Mobile. À. Tiếp tục, mới mở được MB 42 em ngon lành, lại may mắn em, lại may mắn nữa. Ad 90-95 tốn bao nhiêu coi anh? À này nói rồi, chắc phải tốn mười mấy em coi á, nếu mà mình không có cầu thủ á, hơi tối đó nha, hơi tối đó nha. Cứ thấy video của anh thông báo là em vào xem liền. Cảm ơn bạn này rất nhiều. Cảm ơn một số anh em rất là gọi là yêu quý mình, có video là vô coi ủng hộ mình. Cảm ơn chân thành, cảm ơn rất nhiều. Thì ok anh em, đây là những câu hỏi cuối cùng trong cái clip này. Anh em nào mà bình luận, cứ bình luận ở dưới đi. Cứ chia sẻ may mắn hoặc là nói gì đó, hỏi gì đó. Ok anh em, mình sẽ đưa lên trả lời chung anh em khác ha. Thì đây là một clip gọi là đề xuất cho anh em một số cầu thủ sự kiện tiếp theo. Đó là sự kiện gì anh em? Winter Wildcard. Lít rồi anh, này lít rồi, khả năng có cao đấy, có cao lắm anh em. Hy vọng sẽ có Messi cho anh em. Thì anh em thấy clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn là chưa đăng ký những kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.